Người ta hay nói, mỗi người đều có cho riêng mình một quê hương, để mà dẫu có đi đâu xa, cũng thương, cũng nhớ. Mỗi người đều có cho mình một dòng sông quê êm đềm, tắm mát cả tuổi thơ. Và người ta cũng thường nói, thứ nặng nhất con người luôn phải mang theo bên mình, đó chính là ký ức. Đúng vậy, với tôi, hình bóng ngoại và những dòng quay tròn đều bên chiếc cối xay làm ra biết bao món bánh quê, lúc nào cũng đẹp đẽ, thân thương. Cái cối xay cũ kỹ đâu chỉ đơn thuần để xay bột làm bánh, nó còn là một vật dụng để những người phụ nữ gửi gắm tình yêu thương của mình cho người thân, gia đình. Tôi nhớ mãi những câu chuyện ngoại kể về cái cối xay cũ kỹ mà ngoại hay dùng xay bột làm bánh. Ở cái tuổi ngoại 70, cái cối này cũng gắn bó với ngoại từ hơn 40 năm trước. Ngoại kể rằng thời ấy, ông ngoại mua cái cối này tới mấy chục đồng bạc và xài cho đến tận bây giờ, nó vẫn còn tốt lắm. 18 tuổi, cũng gần ấy năm tôi sống với ngoại. Nhà ngoại không giàu, nhưng bà đã cho tôi một tuổi thơ giản dị, êm đềm. Ngoại hay nói với tôi, cối xay có tay sống, tay chính. Làm tay cối cũng phải chọn cây chắc, dài vừa phải, thì xay mới bền, mới êm. Có vậy thì bột xay ra càng mịn, làm bánh gì cũng ngon. Việc xay bột cũng phải quen tay thì mới làm được. Gạo phải được ngâm trong vài tiếng đồng hồ. Ngoại bảo gạo cho ăn dầu cối vừa phải, lượng nước với gạo hài hòa với nhau. Nếu cho dầu cối nhiều gạo ít nước thì bột xay ra sẽ bị sống. Còn cho dầu quá nhiều nước thì bột sẽ bị lỏng, không ngon. Cứ thế, bà cầm tay cối xoay thoăn thoắt đều đều. Dòng bột trắng thơm mùi gạo mới cứ thế tuôn ra như tình cảm bao la mà ngoại dành cho con cháu. Cùng một thứ bột ấy, biết bao thứ bánh thơm ngon được làm. Khi thì bánh da lợn, có lúc lại bánh bèo, bánh lọt. Đó là những thứ bánh được làm từ bột nước. Còn nếu muốn làm bánh canh, thì sau khi xay bột xong, ngoại đổ hết vào một cái túi vải được may sẵn, mà ngoại hay gọi là cái bồng. Ngoại đặt cái bồng ấy lên mặt cối dưới, rồi lấy mặt cối trên dằn lên cho nước từ từ rỉ ra, còn lại bột đặc. Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản cây nhà lá vườn như gạo, dừa khô hay mớ tép, ít gia vị là cả nhà tôi có những món bánh để ăn ngon lành. Những khi theo ngoại vào bếp, tôi được học ở ngoại biết bao điều. Cách xay bột từ từ, bền bỉ. Cũng như ngoại hay nói, mình làm cái gì cũng cần có sự kiên nhẫn chín chắn, vậy mới nên việc. Hay công đoạn cắt bánh canh, có khéo léo thì bánh mới đều, không dày, không mỏng. Cả cuộc đời ngoại quen với nhọc nhằn gian khó, ngoại đâu còn lạ gì mấy món bánh quê dân dã này. Ngoại vui vì tự tay mình làm cho con, cho cháu ăn, chứ ngoại già rồi, ăn uống có bao nhiêu. Cầm đũa ra. Quậy, đổ vô đi. Ừ, quậy ra, để cho nó dính tùm lum. Gì nè. Cứ hễ đi học về mà thấy nồi bánh canh tép ngoại nấu là thằng em tôi nó khoái lắm. Đây là món nó thích nhất mà. Phải công nhận, giữa trưa mà ăn món này thì ngon hết chỗ chê. Ở kế bên nhà tôi, nhà ông ba cũng có một cái cối xay bằng đá, nhưng nó to hơn, người ta gọi đó là cối loại nhất. Tôi thấy ông ba làm một cái giàn cây để xay cho nhanh và bớt nặng. Nhà ông bà ba chuyên bán bánh cam bánh còng. Có lẽ trong suốt thời gian mấy chục năm qua, không ngày nào ông vắng bóng bên cái cối xay bột. Đứa cháu gái của ông năm nay 20 mấy tuổi, nhưng có lẽ chiếc cối này còn nhiều tuổi hơn.
Ông ba vẫn giữ chiếc cối để xay bột, làm bánh bán. Người già vốn vậy, cái gì quen thì chuộng. Chứ bây giờ người ta cũng có máy xay kéo motor điện vậy. Mà ông ba vẫn ngồi xay bột tay một cách chậm rãi, từ tốn mỗi ngày. Thiên nhiên đã hào phóng ban cho người miền Tây mỗi năm một mùa nước nổi, đem phù sa và tôm cá về cho đồng bằng. Cá nhiều đến nỗi người ta ăn không hết, nên người ta đem làm mắm để dành ăn trong mùa khô. Tôi thường nghe ngoại kể như thế. Làm mắm thì phải có tính xay, trộn vào mới đậm đà. Gạo lứt làm thính mới ngon, đem gạo rang lên cho vàng đều, rồi xay nhuyễn. Trộn vào mắm cá rô, cá sặc hay cá lóc đều ngon. Mình không chỉ riêng ngoại mà hầu như người phụ nữ nào cũng từng có đôi ba lần ngồi bên chiếc cối xay để xay bột làm bánh cho gia đình. Chiếc cối xay vừa hữu dụng vô cùng, nó còn mang nặng tình cảm yêu thương của những người phụ nữ chân quê hồn hậu. Những đứa trẻ lớn lên từ ruộng đồng, quen với những món bánh ngọt ngào dân dã, thì lớn lên dù có đi đâu, mấy ai có thể quên quê hương, quên hình ảnh các bà các mẹ bên chiếc cối xay tay nặng tình nặng nghĩa ấy. Nói về công dụng của chiếc cối, không thể không kể đến việc xay đậu xanh. Đậu xanh để nguyên hạt nấu chè hoặc làm bánh thì nấu rất lâu mà không ngon bằng đậu xanh cà, nghĩa là hạt đậu xanh bị tách ra đôi ba mảnh nhỏ. Đậu xanh cà nấu mau chín hơn, hay ngâm đãi giỏ cũng dễ hơn. Xay đậu xanh còn nhanh hơn cả xay thính, xay bột. Chỉ cần đổ đậu xanh khô vào cối, xay qua một lượt là xong ngay. Ngoại kể, hồi xưa làm dâu là phải biết xay bột, làm bánh trái. Và người phụ nữ nào cũng gắn bó với chiếc cối xay. Chứ không phải như bây giờ, có máy móc xay hiện đại, lại có bột xay sẵn, vừa nhanh vừa tiện. Nhưng tôi vẫn thấy ngoại cứ giữ mãi chiếc cối xay hơn 40 năm tuổi. Có lẽ nó gắn bó với ngoại gần cả cuộc đời. Biết vậy, nhưng tôi cũng hay hỏi ngoại: thời buổi này, bột làm sẵn bán đầy, sao ngoại không mua cho nhanh? Ngoại nói, bay không biết đâu, cái cối này là của ông mua lúc ông còn sống, bằng mấy dạ lúa mùa. Vì vậy, giờ có ai hỏi mua, bà cũng không bán. Hễ làm bánh thì lấy ra xay. Có lẽ bà nhớ ông. Ngoại hay dạy bọn tôi, cối đá do đàn ông tạo ra, nhưng người sử dụng chủ yếu là phụ nữ. Biết bao tâm tư được gửi gắm trong vòng xoay ấy. Nếu phụ nữ khéo tay thì vòng quay của cối sẽ tròn và đều. Người phụ nữ cẩn trọng thì chiếc cối cũng luôn nguyên dạng, không sứt mẻ. Cối đá có hai thớt, phải ăn khớp với nhau, nếu không nó sẽ bị mất công dụng. Cũng như trong cuộc sống gia đình vậy, phải thuận vợ thuận chồng thì mới hạnh phúc. Ngoại nói thật đúng. Có những thứ thuộc về kỷ niệm, thuộc về ký ức thì có bao giờ dùng tiền mà mua được đâu. Chỉ cần nhìn một kỷ vật nào đó thì cũng đủ làm mình ấm lòng. Tôi nhớ mãi chiếc cối xay nặng bao ân tình. Thương lắm những vòng quay, thời gian, ký ức.